Hello, chào buổi sáng mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã trở lại với chương trình. Ngày nay thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm con game rất là mới luôn, có tên là Ngự Hồn Sư mọi người ạ. Ok, như vậy là chỉ còn tầm khoảng 10 giây nữa là sẽ bật, sẽ mở này. Con game này có dung lượng khá là nhẹ, nó chỉ vào tầm khoảng là gần 500 MB một xíu thôi. Rồi, sẽ vào game xem nhé mọi người ơi. Cái phần code đi thì mình tìm nhưng thấy có mỗi một code thôi, thì lát mình sẽ nhập thử xem nhé. Rồi, vào game xem nào. Ok, đang vào game rồi. Vậy là đỉnh cao từ khi vừa sinh ra ta đã tin rằng bản thân chính là ngự hồn sư mạnh nhất trong lời tiên tri. Chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn đó các bạn, nam hoặc nữ thôi. Ai nói phận nữ nhi thì không thể trở thành ngự hồn sư trấn yêu diệt quỷ chứ. Ok, chọn mình nữ thôi nhá, chúng nó đổi mới một tí. Ok, vào game. Đỉnh cao chiến thuật tương sinh tương khắc. Nó còn tải gì nữa nhỉ? Mình tải hết rồi mà. Wow. Triệu hồi tướng. Đẹp kinh nhỉ. Mộc hoa các bạn. Xin hãy chỉ bảo. Ok, đây sẽ là cái phần phó bản mọi người ạ. Mình sẽ có 5 vị trí lên trận thôi. Có một vị trí to đùng ở dưới. Cuối này hình như chắc là để con mê của chúng ta được cả. Đẹp kinh khủng này. Fire hole. Góc dưới bên phải sẽ là cái lượt đánh của chúng ta. Áp mình phòng hàn ra hỗ trợ. Đi ra đi. Nhưng kiếm hợp nhất. Nhưng kiếm hợp nhất. Đối không được. Cái phần đồ họa của nó phải nói là rất là đẹp. Cứu không được bản thân. Phẩm chất tướng thì sẽ chia làm SC, SS, khổ tâm nhân. À, và ta sẽ cách kiểu vậy. Tam thiên việt giáp. Chắc là 3S, SS chắc là mạnh nhất ấy. Đẹp thật đấy. Úi giời. Đấy con panda này. Có mình thương quá thế nào thì cần. Nhưng kiếm hợp nhất. Nhưng kiếm hợp nhất. Ghê ai. Quánh con kia heo luôn. Chết tiếp nhìn gì cả. Để 6-10 mở hậu thần. Wow. Xem ra server cũng hơi đông cho nên chúng ta chưa có tốc độ load nhanh được. Bây giờ sang phó bản thứ 2 nhé mọi người ơi. Chờ một xíu. Phần họa rất là đẹp luôn. Khởi cơ đánh kỹ năng. Thứ tự tay ốc. Phần này như mình đánh rồi các bạn, sao nó đánh lại nhỉ? Lễ nhạc tam thiên. Nhưng kiếm hợp nhất. Cái lúc mà vào quánh phó bản này thì không thấy cái phần nhạc nền. Là mình không biết là nó thiếu hay là như nào. À này đánh rồi mà sao nó cứ hiện ra đây nhỉ? Đánh ngày này mấy lần rồi đấy các bạn ạ. Nhục quên đầu luôn. Đánh ngày này đánh 3 lần. Lễ nhạc tam thiên. Cho nó quánh giải được bao nhiêu lần thế này. Nhưng kiếm hợp nhất. Biết rồi. Rồi như vậy chúng ta mới có thể thoát ra khỏi cái ải mà. Qua nào. Biết rồi nhưng mà nó cũng chưa được. À anh em nhận được một lần triệu hồi nữa.
và triệu hồi nào. Trời ơi, nó không cho mình click vào. Đây hay phát mọi người ạ. Ở đây anh em sẽ triệu hồi sưu tập những nhân vật mới lạ, sắp xếp đội hình, sau đó đi phó bản các thứ. Trời ơi, nhưng mà nó hơi bị chậm luôn á, vào không vào được luôn mọi người ạ. Ok, Thái Dương Điểu này, đây là gì? Ngô Vương Mẫu, Ngô Vương Mâu các bạn ạ. Find the hole, ấn rồi đây. Đẹp thế nhỉ. Thì giờ tương thao của chúng ta sẽ là những tương thao đây. Văn Võ Trị Quốc. Đây là Vũ Hạ Thần các bạn ạ. Hình tượng được xây dựng rất là đẹp. Ok, anh em bài đánh ảnh thứ hai nào. Đây mình sẽ cho từ phẩm chất SC này lên chậm nhá. Có cái hình lá kia là chắc là tanh các bạn, còn cái con phẩm chất con triệu hòa. Và có thể là hình cái kiếm chắc là đao các bạn. Năm vị trí với trận này hơi có vẻ hơi ít. Cái vị trí cuối cùng này không biết là để làm gì đâu. Trời ơi, click rồi mà. Rồi. Wow. Ở đây thì mình đang có một cái giao diện là trận đấu mới. Đến nhau trên cái cầu các bạn. Wow. Đẹp thế. Đỉnh tội. Wow. Hiệu ứng kỹ năng rất đẹp luôn. Ok, đừng mong đánh lại lần nữa, chờ đánh. À kia bánh bắt mình đánh 3 lần liền. Chẳng bắt chưa. Ơ à. À này mình đánh được mà. Nó hiểu luôn các bạn ạ. Sao một cái trận đó mà đánh ra 3 lần thế này nhở. Bực ghê. Lễ nhạc tam thiên. Vẫn biết là đông người chơi rồi thì các nhà phát hành game phải làm thế nào cho ngon lành nào chứ, bây giờ vào trải nghiệm game toàn bị như này thì người ta sẽ có một cái cảm nhận không đẹp cho lắm. Game thì hay rồi nhưng mà mình chỉ mong các nhà phát hành game làm cho là sao nó là mượt mà. Đỉnh tội. Một trận đấu mà quánh được 3 lần các bạn ạ. Không mang hiểu luôn. Lễ nhạc tam thiên. Không hiểu là những đồ nhà phát hành là như nào, hay là game lag hay là cái gì đây. Trời ơi, xong mát chưa? Trời ơi. Đây như là cái phần hiệp các bạn ạ. 20 hiệp là tối đa. Mưa gió các kiểu này. Pháp gia chi bảo. Giao diện tướng này. Pháp gia chi bảo. Chắc cũng có cả trang bị đồ, xong rồi ép hồn ngọc, ép sao các thứ các bạn ạ. Mình click vào đóng cái tay mà nó không chịu click tròn này. Đông người chơi quá là cũng khổ.
bắt mình làm theo này. Phải nhô hồ. Wow, skills of tech này. Ngôi sao bất tội. Sao lại đánh 3 lần nhở? Mình não ngờ luôn. Con game này nó có gì đó không đúng ở đây thì phải. Không có trận đấu mà đánh 3 lần đi nè. Giảm tốc độ. Ngôi sao bất tội. Game này hơi bị lạ. Chắc là nó không lưu được hay sao, các bạn, nó không lưu được cái phần kết quả hay sao đây. Ok, lần này chúng ta đánh có 2 lần thôi, không phải đánh 3 lần nữa. Nâng phẩm cho tướng rồi. Ok, đúng rồi, lên phẩm chất xanh lá cây. Tất cả những cái vật khác thì đều có tính năng này các bạn ạ. Đấy, click ra chỗ khác, nó bắt click vào đây nhá. Nhưng click vào trận đấu này nó lại không cho. Vào đi em ơi, vào đi, ô. Wow, là một map mới đây các bạn ơi. Giả đồ thịt. Đây dạng như kiểu là cái spell ấy. Chiếm. À không phản lắm nha. Đây là một cái phần mới thôi chứ các bạn không phải là spell hỗ trợ. Sorry sorry các bạn. Mình nhầm. Kinh nhờ còn lấy tần nữa. Nó lại bắt mình mà chơi cái lại ải đấy các bạn ạ. Mình nhõng nhẽo luôn cái này. Sốc còn lạ luôn. Đây lại mà chơi lại con cái này, chỉ cho là cái gì đó. Ok, thì có lẽ mình sẽ quay trở lại làm con game này xong. Vậy thì cá nhân mình cũng thấy là nó hơi bị buồn cười luôn. Nó làm cho mình một cái sự ức chế không hề nhẹ một chút nào. Bắt mình chơi đi chơi lại các bạn ạ. Nghĩa là vừa vào chơi lại thoát ra, trời ơi. À đây, đây là bánh hát lời thôi. Game thay ấy nhưng mà phải lỗi lầm ha. Mảnh mộc hoa. Có vẻ như đây là một game 3D luôn các bạn ạ, không phải là chiến thuật bình thường nhập mà nó là nhập ba luyện V kết hợp cả chiến thuật luôn. Ôi trời ơi, sao nó lâu dữ vậy. Chắc là anh em phải click chục chục lần này nó mới lên được. Tượng đánh trống này. S Vũ Hạ Thần. Ăn cướp. Ồ. Được một quả panda các bạn ạ. Thạch pháo phẩm chất B. Công. Ok, con game này thì nó chán ghê. À đây là lần đầu đây các bạn, là lần đầu nhé, là một cửa FC nhá. Nhận 3 ngày liền.
Các ngày sau anh em sẽ nhận được mảnh nhá. Là 400 anh em sẽ nhận được, cái này là cái thẻ A, cái thẻ triệu hồi. Là 800 sẽ nhận được mảnh mảnh vạn năng. Wow. Ok, đây là phát hiện đã người chơi mới nha. Đúng thật, một con game 3D các bạn ạ. Một con game 3D rất là đẹp. Nó đồ họa nó đẹp cực kỳ. Ngày mai mở bốt thế giới các bạn ạ. Ok, ngó qua một chút quà server mới này. Hai nghìn năm trăm kim cương bảo. Nhiệm vụ ngày vừa kim cương bảo em sẽ nhận được cái thẻ triệu hồi này nhá. Triệu hồi đấu tướng hiếm các bạn ạ. Thưởng nhiệm vụ này. À, anh em sẽ mua cái dòng ở bên dưới, còn anh em free anh em sẽ nhận được dòng ở bên trên thôi nhá. Thiết mua dòng ở dưới nhận gấp 10 lần các bạn. Phúc lợi toàn server này. À, ok. Có cái thẻ triệu hồi này, mình sẽ làm triệu hồi đang định tắt game thôi, nhưng mà nó lại cho cái này, thế là thôi và quay tướng nữa các bạn ơi. Mình đang có 730 kim cương bảo. Đây là phần thể lực các bạn ạ. Ok nhá, nó giống như là các cái công nghiệp khác thôi. Nhận thể lực để ăn ban bánh bao này. Để đi phần có bản nhá. Có online. Rồi, như vậy là đang được 710 không khá là nhiều. Đây sẽ là gì đây, sẽ là sự kiện này. Nạp nhận được kim ngân bảo với thể lực các bạn ạ. Mèo phát tài. Ok, mình nhận lên được là 836 các bạn ạ. Này là 9 này. Wow, 97x2 là 104. Đạn nạp các bạn ạ, để dành cho anh em nào dừng người chơi hệ có tiền thôi nhá. Còn là mình là người chơi hệ cày cuốc nên là cái đó. Wow, đồ họa lên 3D luôn, rất là đẹp. Đây như quả đăng ký trước thì phải, lại có 200 kim bảo nữa. Ok, đây là bảng VIP mọi người ạ. Rồi, trở ra đây quay tướng nữa nè. Vẫn còn một quà nữa. Quà đăng nhập nè. Ok, đây đăng nhập 7 ngày. Điểm kinh nghiệm VIP ngày thứ 2 sẽ nhận được tướng này. Ngày thứ 7 anh em sẽ nhận được tướng Giang Sơn Đồ phẩm chất là SS. Đây là phần kích duyên của nó. Ngày thứ 2 anh em sẽ nhận được tướng đánh trống. Ok nha. Trời ơi. Mình đang có 2 thẻ rồi. Mình chỉ được mua có 4 thẻ nữa các bạn ạ. Ok, như vậy là mình đang có 6 thẻ quay. Mỗi lần triệu hồi nhận 10 điểm thì 500 điểm anh em sẽ nhận được 25 mảnh này, 1000 điểm sẽ nhận được cái túi này. Khá là khó. Ôi giời ơi. Các bạn nhìn tỷ lệ thì thẻ SC chỉ có 1% được ra. Trời ơi, khá là khó cho anh em tướng SC này. Triệu hồi khó tích à. Ok, quay thử nhé con ơi. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đồng cùi này. Ta không phải con Ngọc Hùng. Đây chăng?
ngươi đừng qua đây. Băng lung quỷ. Ôi giời ơi, đừng qua đây. Có gây được. Tướng gì đây các ơi? Ngươi đừng qua đây. Quái cả lúa đem thế. Ok, chỉ còn cái thẻ cuối cùng thôi ạ. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh. Chỉ còn một mình à, xót xa. Yên lặng, ta bắt đầu. Đây là Thái đấy. Phượng Huyền các bạn ạ, một nhân vật phẩm chất A. Chắc là công các bạn ạ. Chắc là khá là chuối, nhưng mà tỷ lệ thấp quá, thấp, dã man trưởng luôn. Các kênh khác mà cho 6% cho mình cho 1%. Trời ơi. Được, cái đồ họa sẽ rất đẹp. Thư này các bạn ở đây. Quả VIP 1 các bạn ạ. Ok, đây là thế giới ngự hồn sư đây. Thẩm thần điện. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Vừa rồi là cái phần chơi thử và test quay tướng của mình thì khá là đen một chút. Cá nhân mình đánh giá đây là một con game khá là nặng, rất là nặng đấy. Nếu mà nhìn đồ họa nó như này các bạn ạ. Thì cách chơi của nó cũng khá là hay, ổn áp để cho anh em nhé. Những đoạn trình mới thì cũng tạm ổn này. Âm nhạc hay nhưng mà nó không, cơ chế nó hơi điêu, nhìn nó hơi chán. Mizamri. Wow, cảnh đẹp quá. Cái phần phong cảnh này mình đánh giá khá là cao bởi vì nó sẽ tạo ra con game một cái sự sống động, một cái chân thực, một điểm chân thực nhất định đó. Còn thì mọi người đã chơi game này thì có một trăm biết ở phần dưới của video nhé. Ok, xin chào mọi người, gặp lại nhé, bye bye.